Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khỏe hơn đẹp hơn. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ thì có lẽ rằng là trong mỗi gia đình thì tình yêu cũng luôn luôn được là một cái cội nguồn để cho từ đó chúng ta có thể phát triển ra tình cảm gia đình, tình yêu giữa cha mẹ, tình yêu giữa con cái. Và ngày hôm nay, khi mà trước khi đến với tình yêu gia đình thì chúng ta sẽ cùng đến với lại tình yêu đôi lứa trước khi mà thành lập gia đình, đúng không ạ? Và trong cái chủ đề ngày hôm nay mà tiểu mục khỏe hơn đẹp hơn muốn gửi tới quý vị thì có một cái tip, đấy là du lịch là một cái bí kíp để hâm nóng tình yêu. Thì ở đây thì em thấy là có chị Khánh Phương này vừa mới có một cái chuyến du lịch để hâm nóng tình yêu. Và em nhớ rằng là vì cái chuyến du lịch đấy thì em là người phải dẫn cũng khá nhiều để chám vào cái chỗ của chị Khánh Phương ấy. Thì bây giờ chị chia sẻ lại cho em là cái sự hâm nóng tình yêu là nó có đạt được cái sự hy sinh của em có đủ để chị hâm nóng tình yêu không? Thực ra đầu tiên là phải đính chính với Vân Trang chuyến đó. Chuyến đi du lịch gần nhất của Khánh Phương là về thăm gia đình chứ phải đi thăm nóng tình yêu. Thế nhưng mà dù là... Nhân cơ hội đó thì tình yêu cũng được hâm nóng. Đúng rồi, chính xác. Và thưa quý vị, thực ra mà nói á, với Phương á, thì cái quan điểm của mình nghĩ là bất kỳ cái tình thân nào trên thế gian này, như là tình ông bà đối với con cháu, rồi cha mẹ đối với con cái, đều bắt nguồn từ tình yêu cả. Bởi vì có tình yêu thì mới gắn kết được những cái con người xa lạ với nhau lại thành một cái gia đình. Cho nên vì vậy tình yêu đối với của người bố, người mẹ hay là tình yêu nam nữ thì em đều cho đó là cái gốc rễ. Từ cái gốc rễ đó chúng ta phải vun vén, chúng ta phải mầm, thì cái cây, cái lá, tức là những cái đứa con, đứa cháu của mình á, nó mới có thể sống trong một cái gia đình hạnh phúc được. Cho nên vì vậy khi mà nói đến cái chủ đề mà hâm nóng tình yêu bằng cái việc đi du lịch thì thực ra với quan điểm của Phương thì Phương hoàn toàn đồng ý. Bởi vì Phương đã từng có những cái chuyến đi du lịch như vậy, và Phương cảm thấy là sau những chuyến đi du lịch này, mặc dù trước đây tình cảm hai vợ chồng vẫn rất là kháng khích, nhưng mà khi đi du lịch về ngày càng tốt hơn. Không biết là chị Vân Anh có trải nghiệm phải gì cố đối tình với du lịch? Chia sẻ thêm những cái thông tin mà người khác không hỏi nữa. Thực ra là trước khi Vân Anh chia sẻ thì chắc là cũng muốn nghe Khánh Phương chia sẻ nhiều hơn, bởi vì gần nhất là Khánh Phương vừa có một cái chuyến du lịch cùng với cả gia đình mình, mà chắc chắn là trong cái thời gian đó thì hai vợ chồng thì cũng có lúc mà tách riêng đánh lẻ, đúng không nào? Có ảnh của chị, có bằng chứng. Đó là mỗi năm định kỳ thì gia đình Khánh Phương sẽ thường có chuyến du lịch đầu năm đó, và khi đó thì thông thường là cũng sẽ, bởi vì là nhà trong Sài Gòn nên là ông bà cũng có một năm xa hai cháu rồi, nên là cũng tiện thể là gửi hai cháu cho ông bà. Sau đó là hai vợ chồng đi đúng nghĩa là hâm nóng tình cảm. Thực ra em thấy là cái mà gửi con cho ông bà này với gia đình em á, là kiểu như rất là thoải mái, rất là tiện trong cái việc mà đi tiện, dùng từ tiện cũng chính xác thưa quý vị. Tại vì cả một năm hoặc là nhiều tháng liền mà ông bà xa cháu như vậy thì về ông bà cũng rất là muốn có thời gian gần gũi với cháu. Còn bố mẹ thì cả một năm dính liền với tuổi trẻ rồi thì cũng rất là muốn có không gian riêng tư. Và khi đi du lịch mà không có mang theo con trẻ bên mình á, thì em thấy là hai vợ chồng có thể thoải mái, relax và enjoy hơn với chuyến du lịch của mình. Bởi vì không biết những gia đình khác như thế nào, chứ còn riêng gia đình của em á, chắc có thể là do con còn nhỏ quá, cho nên những cái chuyến đi mà có theo con nhỏ mà không có người lớn đi cùng hoặc là không có bảo mẫu đi cùng á, thì em thấy là hai vợ chồng bị dành thời gian quá nhiều cho con. Thành ra có những chuyến đi mà thú thật với quý vị là hai vợ chồng đã từng cãi nhau rất là nhiều, bởi vì cái chuyện mà chăm con này rồi cho con ăn nhiều quá. Kiểu như là khi vào bàn ăn á, mình em phải cho hai đứa nhỏ ăn, thì đến lúc mà mình được ăn thì mọi người cũng đã ăn xong hết rồi. Đấy, cho nên có những cái rất là bất cập trong việc mà mình không bố trí được cái thời gian để chăm con nhỏ trong cái chuyến đi du lịch, và làm cho hai vợ chồng đáng lẽ là có một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng với con cái nó phải vui, thì thành ra lại cãi nhau, rồi có những cái không khí nó làm tụt mood rất là nhiều. Cho nên vì vậy thì với gia đình em thì thường sẽ định kỳ là sẽ có 1-2 chuyến là sẽ gửi con hoàn toàn cho ông bà ngoại hoặc ông bà nội trong để hai vợ chồng có thời gian riêng tư hơn với nhau. Còn không biết bây giờ quay trở lại với câu chuyện nhà chị thì chị và chồng có thường xuyên có những chuyến đi du lịch như vậy hay không? Thực ra thì gia đình mình trước khi mà mình sinh em bé là thường xuyên là năm nào thì cũng sẽ có ít nhất là 1-2 lần đi du lịch xa, hoặc là thậm chí là có thể nhiều hơn, nhưng mà đặt tiêu chí tối thiểu là ít nhất là khoảng 2 lần gì đó. Và cố gắng sắp xếp thời gian với nhau, có khi là hai vợ chồng đi riêng, có khi là thêm cả hai bên gia đình nữa. Và mình thì mình nghĩ rằng là việc mà đi du lịch ấy thì luôn luôn được nhắc đến, đó chính là một trong những cách để gắn kết các thành viên trong gia đình và hâm nóng tình cảm, với là tình cảm đôi lứa hay là tình cảm vợ chồng. Thì Vân Anh thấy rằng đó luôn luôn là điều đúng, bởi vì cái bản chất ở đây á, đó đôi khi không hẳn là chúng ta đi du lịch ở đâu, mà là chúng ta đi với ai. Và quan trọng ấy, đó là khi mà chúng ta có một khoảng thời gian chất lượng dành cho nhau.
Bởi vì khi mình xác định là mình đi du lịch á, thì tức là mình đã sắp xếp hết tất cả mọi cái công việc ở nhà. Ví dụ như là ở Hà Nội thôi, chúng ta cũng có thể đi chơi với nhau, nhưng mà đôi khi là vẫn phải check điện thoại công việc này, gửi email này, đôi khi là tranh thủ đi gặp khách hàng một xíu này, hay là buổi sáng lại tiện thể chở cho con ăn này, à, buổi chiều lại chạy đi chợ. Tức là chúng ta có rất là nhiều cái công việc nó xen kẽ vào. Thế còn khi mà chúng ta sắp xếp riêng ví dụ một ngày, hai ngày hoặc đôi khi nhiều hơn để chúng ta đi, thì chúng ta đã gác lại hết gần như là toàn bộ công việc. Nếu như có thì chỉ có là check qua điện thoại hay là làm online thôi. Thì cái thời gian để thực sự là chúng ta ở bên gia đình, ở bên người thân, người yêu hay là chồng mình nó được nhiều hơn, và đúng chúng ta rồi, tập trung hơn đến khoảng thời gian đó. Tiếp nữa thì Vân Anh nghĩ đó là cái sự trải nghiệm của những cái điều nó thú vị và nó mới lạ. Bởi vì khi mà đi du lịch thì chúng ta sẽ đến một cái nơi khác so với những nơi mà chúng ta thường sống. Và người ta hay nói rằng là một của lạ bằng tạo của quen, đúng không ạ? Mà hai người cùng trải nghiệm điều mới lạ với nhau. À, Vân Trang đừng cười, không biết là đang nghĩ cái điều gì. Ở đây thì mình đang nói tới cái câu chuyện là chính hai người có những cái trải nghiệm mới mẻ cùng với nhau, đúng không ạ? Nếu không cùng với nhau nó lại là câu chuyện khác rồi, đúng không? Thì nó lại phản tác dụng, đúng không? Thì Vân Anh nghĩ rằng là nó cho chúng ta cái sự thú vị, cho chúng ta một cái cảm giác là mọi thứ nó trở nên tươi mới. Và bên cạnh đó nữa thì Vân Anh nghĩ rằng là khi mà chúng ta có cái khoảng thời gian đi du lịch á, thì đó cũng chính là lúc mà chúng ta có thêm thời gian chia sẻ với nhau. Bởi vì thực ra bình thường ban ngày Vân Anh thấy rất là nhiều những gia đình mà có thể hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối, hoặc là đôi khi bận chăm con từ sáng đến tối. Có thể đến lúc mà sáng dậy thì một người đã đi làm trước, một người còn bận chăm con hay là đưa con đi học, hoặc là khi mà về thì có thể là chồng đi làm về muộn thì vợ con đã ngủ rồi. Đúng. Hoặc là vợ đi làm về khuya thì lúc đó thì con cũng đã ngủ, hay là chồng thì cũng vẫn phải đang làm việc trong phòng. Thì gần như cái khoảng thời gian giao tiếp với nhau rất là ít. Nhưng mà khi mà chúng ta đi du lịch ấy, chúng ta có rất nhiều khoảng thời gian giao tiếp với nhau, khoảng thời gian đi trên đường, khoảng thời gian ngồi ở bàn ăn, khoảng thời gian đi chơi với nhau. Và tiếp nữa là không kể tới việc là khi mà có con rồi ấy, thì khoảng thời gian giữa hai vợ chồng nhá, đôi khi ít hơn rất là nhiều. Yeah. Và bởi vậy những cái khoảng thời gian chất lượng khi mà cả nhà hay là hai vợ chồng có chuyến đi riêng với nhau ấy, thì nó lại càng có ý nghĩa hơn để hâm nóng tình cảm. Em có nhớ rằng là khi mà bạn em có kể với em một cái câu chuyện là như thế này. Bạn em có nói rằng là nếu như mà không ở Hà Nội thì tao sẽ không có cái cảm giác là tao đang được nghỉ ngơi và ở bên cạnh người yêu của mình. Tức là bạn ấy bảo là phải đi ra hẳn khỏi Hà Nội mang lại một cái cảm giác là thực sự thoải mái, thực sự dễ chịu thì mới có thể là thấy hai người thực sự kết nối với nhau. Còn nếu ở Hà Nội thì hai người đi làm từ sáng cho đến tối, rồi thậm chí kể cả khi mà hẹn cà phê thì mỗi người lại một cái máy tính để xử lý công việc vì quá nhiều công việc, và đôi khi mình cũng bị cuốn theo nữa, mình cũng không thể nào tự cân bằng được và tự chủ được. Vì thế mà cái việc mà đi du lịch ấy thì bạn em cũng sẽ sắp xếp là ví dụ như là 2 đến 3 tháng thì sẽ đi với nhau một chuyến khoảng độ 2 đến 3 ngày, thì vẫn hoàn toàn có thể là kết nối được với nhau và thực sự rằng là mang lại những cái cảm xúc mà em nghĩ rằng là nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Và em ban đầu khi mà em nghe cái câu chuyện đó thì em cũng thấy là nghe thì cũng để đấy thôi. Ví dụ như là em nghe câu chuyện của hai chị bây giờ em cũng thấy cũng chưa thấy có gì thấm nhuần lắm, khác với việc là tổ chức sản xuất thì đang nghe hai chị đó thì nó sẽ kiểu là học hỏi kinh nghiệm hơn. Còn với em thì bây giờ em cũng gọi là nghe trước để đấy, bởi vì em thấy em cũng chưa cần có cái gì phải hâm nóng cả. Bởi vì nó đang nóng sẵn rồi. Nó đang bỏng rồi. Nó đang bỏng rồi nên là em nghĩ là cũng không cần phải hâm nóng. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là cái việc đi du lịch ấy thì chắc chắn là một trong những cái mà gần như là rất là hiệu quả để có thể hâm nóng lại tình cảm. Hoàn toàn đồng ý luôn. Nãy giờ chúng ta vẫn rất là đồng ý với vì là em vì em không có kinh nghiệm để em chia sẻ là hâm nóng vẫn đang bỏng. Đúng rồi. Bây giờ thì Khánh Phương và chị Vân Anh cũng sẽ xin được phép là chia sẻ một xíu những kinh nghiệm trong những cái chuyến đi mà du lịch, là chúng ta cần phải làm gì để có một cái chuyến đi du lịch hiệu quả. Thưa quý vị, thực ra mà nói cái khoảng thời gian mà chúng ta không biết là nhà chị Vân Anh như thế nào, nhưng mà nhà em thì thường là sẽ xem một cái địa điểm là ở trong nước hay ngoài nước, từ đó mới quyết định là cái tour đi du lịch này mình sẽ tự lên kế hoạch hay là book qua một cái công ty, một cái đơn vị lữ hành nào đó. Và khi mà tự trải nghiệm những cái tour mà tự mình lên kế hoạch á, nó cũng có những cái điều rất là thú vị riêng, như là từ việc mà đặt phòng khách sạn này, rồi lên lịch trình địa điểm di chuyển này, rồi đi đến đó chúng ta sẽ đi bằng cái phương tiện nào này, hai vợ chồng có sự trao đổi qua lại với nhau, nó cũng thật ra cũng khó tránh khỏi những cái bất đồng. Thế nhưng mà những cái lúc mà cùng quan điểm, cùng ý kiến thì mình có thể hình dung ra được một cái viễn cảnh về một chuyến đi du lịch rất là thú vị, rất là enjoy vào đó. Thì không biết nhà chị thường sẽ chọn những cái chuyến đi mà book qua tour, đơn vị lữ hành hay là tự mình trải nghiệm? Nhà mình 100% là hai vợ chồng sẽ tự chủ tất cả mọi thứ, từ việc là chọn như thế nào này, đặt phòng ra sao này, phương tiện đi lại như thế nào, hay là tìm chỗ ăn, chỗ ở hay là chỗ vui chơi ra sao. Bởi vì có lẽ là do tính cách nữa, hai vợ chồng mình thích cái cảm giác là mình tự chủ động tất cả mọi thứ và mình tự sắp xếp cái khung thời gian của mình. Bởi vì đúng là nếu như đi tour thì chúng ta có một cái lợi thế là chúng ta không cần lo cái việc là chúng ta đi gì, ăn đâu, mà chúng ta sẽ chỉ cần chi ra một cái số tiền phù hợp với mức giá mà chúng ta cho phép. Sau đó thì là mọi người sẽ lo, có bên tour lữ hành đã lo hết rồi. Thế còn khi mà mình nhưng mà tuy nhiên nếu như vậy thì chúng ta cái lịch trình của mình cũng phải ít nhiều chúng ta sẽ phải theo đoàn phụ thuộc đó, và chúng ta cũng sẽ phải phụ thuộc. Thế còn ở đây thì vợ chồng muốn là thực sự nó có cái không gian mình tự chủ
và cái khoảng thời gian do mình tự sắp xếp và mình cũng có thể tự thay đổi kế hoạch đúng nếu rồi, như mình thích sao? Thì đó chính là cái nguyên nhân là vì sao từ trước đến giờ tất cả mọi chuyến đi du lịch thì vợ chồng mình đều tự chủ sắp xếp hết. Vâng, em rất là đồng ý, bởi vì vợ chồng em cũng nhiều lần có những cái kế hoạch mà nó tự kiểu như là nó đột xuất, nó phát sinh, mà mình thấy là nếu như mà mình đặt qua tour ở đây á, thì Phương không nói là đặt qua tour không tốt nha quý vị, tùy gia đình, tùy cái quan điểm của mỗi người thôi. Nhưng mà với Phương thấy là nhiều khi á, khi mà đi tour thì nếu mà đi chỉ có hai vợ chồng thôi mà đi lại đi những cái chuyến đi trong nước nữa thì chúng ta sẽ bị rất là phụ thuộc vào cái lịch trình di chuyển trong cái tour đó. Bởi vì thường khi mà đơn vị lữ hành mà họ lên một cái lịch trình tour, họ sẽ có rất là nhiều địa điểm tham quan. Và chẳng hạn như đi đến cái địa điểm này mình thấy thích quá, mình muốn là ngồi cà phê lâu hơn một xíu hay là có những cái kế hoạch phát sinh thì nó sẽ rất là bị phụ thuộc vào đơn vị lữ hành. Cho nên vì vậy thật ra cũng từ một cái kinh nghiệm riêng của Phương thôi, thì Phương cũng muốn chia sẻ là nếu như đi du lịch tại một cái địa điểm trong nước nào đó mà chúng ta có thể không bị rào cản về ngôn ngữ này, không bị rào cản về văn hóa, thì tốt nhất chúng ta nên sẽ dành thời gian để tự tham khảo về các khách sạn này, các lịch trình di chuyển, để từ đó có một cái chuyến đi du lịch thật là hiệu quả cũng như là chủ động về mọi thứ. Và để đi du lịch cùng nhau thì cả hai Phương nghĩ ra sẽ có những cái trải nghiệm, những cái khám phá rất là mới mẻ về kiến thức, về những cái lĩnh vực như là văn hóa này, khi chúng ta đi đến một vùng đất mới, lịch sử, rồi ẩm thực, rồi con người. Điều này thì không những làm tăng thêm cái vốn hiểu biết của mình mà còn tăng thêm sự gắn kết của những thành viên với nhau nữa. Và nếu như mà ở nơi chúng ta đi có những cái cảnh đẹp như là hoàng hôn buông xuống hay như là cùng nhau thức dậy để ngắm ánh bình minh thì cũng là sẽ làm cho cái mối quan hệ, cái tình cảm thêm phần gắn kết hơn rất là nhiều, đúng không chị Vân Anh? Vâng ạ, khi mà vừa rồi nghe Khánh Phương tả cảnh thì Vân Anh nghĩ rằng là rất là nhiều người cũng bắt đầu hình dung là sắp tới là chúng ta đến kỳ nghỉ lễ, chúng ta có nghỉ lễ giỗ tổ này, sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ cuối tuần này rồi. Đến kỳ nghỉ lễ dài hơn đó là 30/4, 1/5 thì rất là nhiều gia đình hoặc là cặp đôi sẽ có những cái kế hoạch để có thể đi du lịch này, đi khám phá cùng với nhau. Và lúc này thì không còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng đã phải bắt đầu lên kế hoạch là sẽ đi đâu, chọn phòng như thế nào, ăn ở ra sao, đi lại bằng phương tiện gì. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt càng sát ngày thì rõ ràng là giá cả càng leo thang và đôi khi lúc đó cũng không còn chỗ, hoặc là mọi thứ nó sẽ không còn ở trong cái kế hoạch của mình lúc ban đầu nữa. Thì việc mà chúng ta có cái sự chuẩn bị sẵn trước mỗi chuyến đi cũng rất là quan trọng để làm sao mà chúng ta có cái trải nghiệm tốt nhất, tránh cái câu chuyện mà rất là nhiều lần chúng tôi cũng đã trao đổi trong chương trình Nói Về Cuộc Sống, đó là tiền mất nhưng mà lại mang bực mình vào thân khi mà chúng ta đến nơi thì quá đông này, bị lật kèo dịch vụ này, đúng hay ạ, là chúng ta gặp phải những cái dịch vụ mà chúng ta cảm thấy không phù hợp, thì rõ ràng một cái sự chuẩn bị chu đáo là luôn luôn rất là cần thiết. Hoặc là Vân Anh cũng có một kinh nghiệm, đó là mặc dù nhá, mình không book tour bởi vì mình thích chủ động ấy, nhưng mình rất hay tham khảo những lịch trình của các bên tour để từ đó mình biết là địa điểm này họ có những cảnh đẹp như thế nào mà mọi người hay đi này, hay là họ có thể gợi ý những quán ăn như thế nào, hoặc là một số kinh nghiệm ra sao để mình có thể chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi của mình. Và đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta thấy là độ phủ tiêm vaccine đã rất là tốt và dịch bệnh cũng đang dần được kiểm soát tại các địa phương, và việc mở cửa du lịch cũng đã bắt đầu từ giữa tháng 3 rồi, và rất là nhiều người đã bắt đầu nghĩ tới câu chuyện là xách ba lô lên và đi. Nên đây chính là thời điểm mà Vân Anh nghĩ rằng là rất là nhiều những cặp đôi và rất là nhiều gia đình sẽ chuẩn bị cho mình những cái chuyến đi để làm sao mà hâm nóng tình cảm cũng như là gắn kết các thành viên trong gia đình. Nhưng mà Vân Anh nghĩ rằng là bên cạnh du lịch nhé, thì mình cũng có rất là nhiều những cách khác để hâm nóng tình cảm, đúng không nào? Thì không biết là rồi đầu tiên là hỏi Phương trước, rồi bên cạnh việc là đi du lịch, đến hai vợ chồng còn có những cách nào mà để cho tình cảm hai vợ chồng lúc nào cũng khăng khít mà khiến mọi người luôn luôn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như thế? Thực sự là bản thân Vân Anh rất em là ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng gia đình Khánh Phương và gia đình Khánh Phương luôn. Dạ vâng ạ. Thật ra là nhà em cũng không có bí kíp gì đâu, chẳng qua là trong mọi hoạt động của đời sống thì hai vợ chồng cũng đều cố gắng là cùng nhau có một cái gì đó cùng ở trong ngày, cùng nhau tham gia. Giả sử buổi sáng mà nếu như bận quá thì sắp xếp được thời gian sẽ cùng nhau đi ăn sáng này. Dạ còn buổi tối nếu mà sắp xếp được thời gian hoặc cả hai không mệt thì cùng nhau đi chơi, cùng nhau cà phê gì đó, hoặc là những cái bữa tiệc mà của bạn bè hai bên. Thì thực ra em với chồng em đều cố gắng là sẽ enjoy vào để có thể là bạn của chồng mình vẫn có thể tham gia được, mà bạn của vợ thì chồng vẫn có thể tham gia được. Không biết là nhà người khác như thế nào, nhưng mà đối với nhà em thì hai vợ chồng gần như trộn vía gắn với nhau như hình với bóng vậy đó. Chị em cái này em biết, hỏi chị Phương, nhưng mà em biết em có một cái câu chuyện kể, đó là cái tối ngày hôm đó thì em với lại biên tập viên Phương Thảo á, là còn rất là muốn là rủ chị Phương là đi chơi đi chơi, là ba chị em mà đi uống rượu một chút, gọi là lâu lâu không gặp nhau thì cũng cập nhật một chút về cái hình ảnh, cái thông tin rồi những cái câu chuyện mới. Lâu không gặp nhau quá cơ, gặp nhau trên sóng suốt. Không, ba người không gặp nhau. Thế là đó, em mới gọi điện cho chị ở Phương, giọng rất là hồ hởi. Chị tối nay đi uống rượu không, đi chơi không? Hay là kiểu khi mà nghe cái thông tin đấy là cũng rất là vui. Có chị có đi. Xong một lúc sau chị lại nghĩ là nhưng mà
tối nay thì chị cả ngày hôm nay hai vợ chồng chị không gặp nhau rồi, và tối nay thì chị không muốn để chồng chị ở nhà một mình để đi ra ngoài đi chơi. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là cũng lại là một cái việc như vậy, em lại tiếp tục rủ đi chơi buổi tối tiếp. Là chị có nói với em rằng là nhưng mà chị không thích chồng chị đi đâu một mình mà không có chị, nên là chị sẽ không làm điều ngược lại với anh ấy, tức là chị muốn cái gì thì chị sẽ không bao giờ làm cái điều ngược lại, cho nên là ngại chị muốn là anh ấy đi đâu cũng mang theo chị thì chị muốn đi đâu cũng mang theo anh ấy, chứ chị không muốn đi riêng. Và đó là bí quyết. Và sau đó thì không còn lần thứ ba vẫn không gọi, không bao giờ em gọi nữa. Đúng rồi, em cũng chỉ kiểu gọi là thiêu thân hai lần thôi, lần thứ ba là em hiểu bí quyết rồi, là em không có gọi nữa. Thật ra mà nói là Phương vẫn có thể đi được đấy, nhưng mà là có nhưng những mà cái đi chỗ trong mà tâm trạng áy náy và say sưa. Dạ không phải, những cái nơi nào mà em không thích chồng em mà đi một mình khi không có em thì em cũng sẽ không đi một mình khi mà không có chồng em. Thực ra cái đó là chồng em cũng không có bắt gì em đâu, nhưng mà bản thân mình thấy là mình không thích người ta làm cái gì thì mình cũng sẽ không làm cái điều tương tự. Đó là bí kíp đó quý vị. Rồi, đó là bí kíp đó. Rồi thế chốt hạ một câu như này là bí kíp của Khánh Phương ấy, đó là hai vợ chồng gọi là chỉ là luôn cùng nhau, đúng không? Bí kíp chỉ là luôn cùng nhau thôi, là lúc nào cũng happy hết á. Thế còn Vân Trang thì sao? Qua những kinh nghiệm, qua những đoạn đường tình cảm của mình đó, những cái cách để làm sao mà chúng ta hâm nóng được tình yêu, hoặc là giúp tình yêu lúc nào mà cũng có nhiệt độ cao đến nỗi mà không cần hâm như này. Chị ạ, đoạn cũ thì lâu quá thì em cũng quên, là thứ nhất là em quên, với cái thứ hai nữa là bởi vì cũng không hâm nóng được nên là mới đứt. Còn cái đoạn mới thì nó cũng mới thôi. Đây thôi, nó cũng mới đây thôi, nên là em cũng chưa có một cái bí kíp gì để hâm nóng. Nhưng mà có một cái điều mà em thấy là rất là khá là hạnh phúc và cảm thấy được hâm nóng tình cảm, đó là vì cả hai đứa đều rất là bận, bạn ấy cũng bận và em cũng rất là bận, đi làm từ sáng đến tối. Thế cho nên là cũng có cùng một cái bí kíp với chị Phương là nếu mà sắp xếp được một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày thì cũng sẽ gặp nhau một lúc, hoặc là đơn giản như là lúc nào mà dù không gặp nhau nhưng mà bạn ấy luôn luôn tặng hoa. Tặng hoa vào những ngày không là gì cả, thậm chí là có những lúc mà 3 ngày hoặc là 5 ngày là em đã nhận được một bó hoa, thì đó cũng là một cái việc là thể hiện tình cảm. Và trong cái bó hoa đó thì đều có thiếp, đều là những có những cái lời nhắn nhủ rồi là nhẹ nhàng tình cảm, thì đó em nghĩ là cũng là một trong những cái cách mà mặc dù không gặp bạn ý nhưng mà em vẫn nhận được tình cảm của bạn ý và cảm thấy là bạn ý cũng vẫn rất là quan tâm đến mình. Thế còn chị Vân Anh thì sao? Em nhớ là một đoạn là hai vợ chồng chị có một cái kiểu như là một cái thói quen là cứ đến ngày mà dịp lễ kỷ niệm với nhau sẽ có những cái bức thư tay gửi cho nhau, và em thấy là cái việc này cũng thật ra mà nói trong xã hội hiện đại khi mà đời sống nó trở nên quá nhanh, quá nhộn nhịp và nó kết nối với nhau quá gần bởi một chiếc smartphone, thì cái việc mà mình viết thư tay cho nhau mà duy trì được đều đặn thì đó cũng là một cái nét thú vị trong tình cảm đôi lứa. Thực ra thì chia sẻ này là mình là một người mà có tính cách cũng khá là lãng mạn, rất là thích ngôn tình và thích những cái điều gọi là quan tâm nhỏ bé. Và trước thì mình còn nhớ rằng là hồi mà gọi là còn trẻ á, thì mình luôn luôn nghĩ một cách rất là ngây thơ và luôn luôn tìm gọi là những cách nào để có thể hâm nóng tình cảm. Đó, mình thấy rằng là trên mạng họ chia sẻ rất là nhiều bí kíp nhá. Lúc đấy mình học theo đủ kiểu là người ta viết ra là có thể là đi chơi này, thế rồi là khám phá những điều mới mẻ này, viết thư này, rồi là tặng cái này kia. Vẫn anh thấy rằng ngày xưa mọi người chia sẻ với nhau một list 100 điều rồi. Luôn á. Không, nhưng mà lúc đấy mình sẽ đọc và mình nghĩ xem là những cái điều nào hợp với mình. Nhưng mà rồi mình nhận ra, thực ra lúc đấy là mình tìm thôi, nhưng mà rồi mình nhận ra bản chất ấy vẫn là việc mà thực sự là chúng ta quan tâm tới nhau, chúng ta dành thời gian cho nhau, thì lúc đó không phải là cách thức như thế nào cả. Lúc đó chúng ta sẽ tự tìm được một cách ấy, mà phải phù hợp với mình và phù hợp với đối phương. Và Vân Anh thì bởi vì mình ấy là một người mà đó hơi bay bổng một xíu và thích những câu chuyện ngôn tình thì mình nhận ra nhá. Thì có hai chị bên cạnh là cũng mê Huyên Minh lắm. Cũng ngôn tình lắm, mắt thì long lanh, người thì cứ như tan chảy cả ra là biết rồi. Đó thì đó mình cũng hay xem những bộ phim ví dụ như là Hạ Cánh Nơi Anh của Huyên Minh với Song Ja Jin chẳng hạn. Và mình thì quan niệm một điều đó là nếu như mà mình thích những cái điều ngôn tình như vậy thì hoàn toàn mình có thể biến cái cuộc sống và chuyện tình cảm của mình trở thành một câu chuyện ngôn tình. Chứ mình không bao giờ nghĩ rằng là tại sao là mình lại không được như thế này, hay là tại sao mọi thứ chỉ có trên phim. Mình nghĩ một ở góc độ nào đó, thưa các phim cũng là đời. Đúng và rồi. Những cái câu chuyện ở trong cuộc sống được đưa lên phim. Và nếu như mình muốn những điều đó thì tại sao mình không phải là người chủ động làm trước khi mình mong muốn là đối phương, tức là trước đây là người yêu và bây giờ là chồng của mình phải làm, thì mình sẽ chủ động làm trước. Và bởi vì là mình thì rất là thích chú ý tới những cái điều nho nhỏ để làm sao mà tạo cái sự thú vị trong cuộc sống. Nên là như Khánh Phương vừa nhắc thì ví dụ như là mình cũng rất là thích hay viết thiếp hay viết thư tay. Thỉnh thoảng đi đâu đó thì thấy những cái món quà phù hợp không phải ngày gì cả thì mình cũng sẽ thích tặng quà. Đó, những cái thời gian rảnh rỗi thì mình có thể đàn hát và gửi một clip cho chồng mình nếu mà đi du lịch xa. Đó gọi là một cái quà tặng gọi là đời sống tinh thần. Hoặc là có những cái cách mà để chúng
ta có thể hâm nóng. Ví dụ như trong gia đình thì Vân Anh nghĩ là Khánh Phương dùng nhiều nhất đó là qua đường dạ dày, đúng không? Một cái bữa thật là ngon cho chồng của mình. Dạ vâng ạ, em nói là cái ông bà mình nó không có kiểm như là ít khi nào có cái gì gọi là sai hết trơn. Như là cái tình yêu mà đi nhanh nhất phải là qua con đường dạ dày á. Thì nếu như mà cùng nhau có điều kiện đi ra ngoài ăn thì cũng rất tốt. Còn nếu như không á thì chúng ta có thể ở nhà nè, rồi dành thời gian đi chợ, rồi lên kế hoạch là sẽ nấu một món Âu nào đó, hoặc là một cái món nào đó mà người chồng, người vợ mình yêu thích. Thì cái đó cũng là một cái điều rất là thú vị trong cái đời sống hôn nhân gia đình. Và hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng sẽ có thêm những cái mà thông tin, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo xem cái gì phù hợp với gia đình của mình, để từ đó có những cái mẹo nhỏ, có những cái bí kíp để cùng nhau hâm nóng tình cảm đôi lứa quý vị nhé.